Rồi, em quay cận cảnh cặp loa Diatone nhé. Model DS35MK2. Đấy, loa còn rất đẹp. Đây loa bên trái ạ. Loa bên phải đấy nhá. Loa bên trái phải thì nó có cái núm của núm loa chung bằng giấy bị móc. Loa mãi về còn nguyên sim rồi đây. Vỏ gỗ lạ các bác nhé. Cái căng vỏ gỗ đấy. Căng lúc cặp bên này đây nhỉ.